6 xét nghiệm nên làm mỗi năm một lần ở độ tuổi 30 đến 40 để phòng tránh bệnh tật. Bước vào ngưỡng tuổi 30-40, bạn đừng nên lơ là những xét nghiệm tầm soát ung thư và bệnh tật cho bản thân. Ngược lại, muốn khỏe mạnh, bạn nên thực hiện các xét nghiệm sau đây. Việc này giúp bạn tầm soát được bệnh tật, nhất là với bệnh ung thư. Ngoài ra, chúng cũng giúp kịp thời phát hiện các triệu chứng của bệnh và điều trị các loại bệnh đang có để có sức khỏe tốt nhất. 1. Xét nghiệm HPV. Khi có quan hệ tình dục, bạn sẽ có nguy cơ đối mặt với sự viêm nhiễm HPV. Ít nhất một nửa số người có quan hệ tình dục sẽ mắc phải HPV ở một số thời điểm trong đời. Song nhiều người sẽ không biết đến sự tồn tại của chúng và cũng không có triệu chứng gì. Bởi thế, mọi phụ nữ trên 21 tuổi, đặc biệt là những người có nguy cơ, nên thực hiện xét nghiệm này. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, bạn nên thực hiện lại xét nghiệm 3 năm một lần cho đến khi bạn 40 tuổi và mỗi năm một lần khi đã bước qua tuổi 40. Trong xét nghiệm HPV sẽ lấy một mẫu tế bào từ cổ tử cung. Các tế bào sau đó sẽ được phân tích trong phòng thí nghiệm. Kiểm tra này có thể xác định 13 hoặc 14 loại HPV gây hại cao có liên quan tới ung thư cổ tử cung. 2. Chụp X-quang tuyến vú. Ngay cả khi chưa sờ thấy khối u, cục u ở vú, thì chụp X-quang tuyến vú cũng có thể phát hiện những mầm mống còn rất nhỏ. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ cần chụp X-quang tuyến vú định kỳ để phát hiện nguy cơ. Đây cũng là xét nghiệm mà mọi phụ nữ nên thực hiện mỗi năm trước 40 tuổi để phát hiện ung thư vú. Nguy cơ ung thư vú gia tăng cùng độ tuổi và việc chẩn đoán ở giai đoạn đầu giúp ích cho việc điều trị bệnh ung thư vú kịp thời, hạn chế nguy cơ phải cắt vú hay tử vong. Nhiều phụ nữ hiện nay e dè việc chụp X-quang tuyến vú vì lo ngại tăng nguy cơ gây ung thư. Chụp X-quang tuyến vú là an toàn, không gây nguy hiểm như nhiều người lo ngại. Lý do là bởi X-quang tuyến vú chỉ cần một lượng nhỏ tia X, không thể là tác nhân làm tăng nguy cơ ung thư vú được. Nội soi đại tràng. Đây là một phương pháp thăm khám trực tiếp phần đại tràng nhờ vào một ống soi mềm nhỏ, đường kính khoảng 1cm, đưa vào qua hậu môn. Nhờ quan sát hình ảnh trên máy soi, các bác sĩ có thể biết được các bất thường đang xảy ra bên trong ruột, từ đó có được chẩn đoán và phương pháp điều trị thích hợp. Trước 40 tuổi, bạn nên thực hiện nội soi đại tràng ít nhất một lần một năm. Nếu gia đình có người mắc bệnh thì bạn nên thực hiện xét nghiệm này trước 35 tuổi. Nội soi đại tràng là một thủ thuật tương đối an toàn, ít tai biến. Do đại tràng dài và gập lóc hoặc xoắn nên khi soi, bệnh nhân sẽ cảm thấy đau. Xét nghiệm CA125. Đây là xét nghiệm quan trọng nhằm chẩn đoán và phát hiện sớm bệnh ung thư buồng trứng. CA125 huyết tương tăng trong ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung, có thể tăng cho các bệnh lý thanh dịch như cổ trướng, viêm màng tim, viêm màng phổi, viêm màng bụng. CA125 có vai trò chủ yếu trong chẩn đoán ung thư buồng trứng, đánh giá sự thành công của điều trị và theo dõi tiến trình của bệnh. Xét nghiệm hormone prolactinomas. Prolactinomas là loại khối u phổ biến nhất của tuyến yên và thường là lành tính. Khối u thường phát triển ở phụ nữ nhưng cũng được tìm thấy ở nam giới. Nồng độ cao của hormone prolactinomas trong máu có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe của bạn đang gặp nguy hiểm, điển hình như mắc bệnh gan, tuyến giáp hay thậm chí là vô sinh. Mọi người nên thực hiện xét nghiệm này hàng năm trước khi bước sang tuổi 40. Siêu âm bụng và vòng chậu. Nhiều người thường thờ ơ và hay bỏ qua các dấu hiệu như đau dạ dày và đau ở vùng xương chậu. Tuy nhiên, bạn đừng phớt lờ nó, nhất là khi bạn đã bước qua tuổi 30. Thực tế, việc siêu âm bụng hoặc vòng chậu có thể giúp phát hiện được các bệnh ung thư như ung thư buồng trứng, tử cung ở giai đoạn sớm. Chính điều này tạo điều kiện cho bạn có các biện pháp điều trị kịp thời. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.
Bye.